Thiền gia Kim Tuyến, cư ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, có trình bày và hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân như sau. Thưa bác, từ khi cháu đọc được bộ sách Thiền Tông và nghe được những lời giải đáp của bác trên trang thiền tông.com, cháu hiểu được như sau. Thứ nhất, thời kỳ văn minh 4.0 như hiện nay thì pháp môn Thiền Tông này thật sự rất cần thiết. Có nhiều người hiểu được pháp môn Thiền Tông này thì giúp cho trái đất tồn tại đúng chu kỳ thành trụ hoại diệt của nó. Còn bằng không thì con người sẽ hủy diệt trái đất sớm hơn. Thứ hai, ngoài công thức trở về Phật giới thì đặc biệt pháp môn Thiền Tông này còn giúp cho con người có trí tuệ sáng suốt hơn gấp trăm ngàn lần so với những người không tu, hoặc là tu theo các pháp môn khác, hay là tu theo các đạo khác. Thứ ba, pháp môn Thiền Tông giúp cho con người hiểu rõ được địa cầu ngũ thú tạp cư gồm thần, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Phân biệt được những hiện tượng nào là do cô hồn lang thang tạo ra để lừa mình lúc con còn sống cũng như là sau khi chết. Từ đó mà người tu Thiền Tông trở về Phật giới một cách dễ dàng. Còn người không tu và người tu các pháp môn khác và các đạo khác thì họ mong muốn hoặc là gặp những hiện tượng lạ, linh thiêng, huyền bí là chạy theo những hiện tượng đó. Họ cho rằng họ là người may mắn hơn những người khác khi gặp những hiện tượng này. Cho nên những người này bị cô hồn lừa đi luân hồi tiếp. Thưa bác, cháu hiểu như vậy có đúng không? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 1. Cảm ơn cháu đã trình bày và đặt câu hỏi. Đây chỉ là lý luận học thức của cháu thôi. Chứ đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam không lý luận gì cả. Mà Đức Phật chỉ dạy rõ ràng cho loài người các sự thật như sau. Một, sự thật loài người. Hai, sự thật loài thần. Ba, sự thật loài thánh. Bốn, sự thật loài tiên. Năm, sự thật loài ngạ quỷ. Chính năm loài này mới gọi là ngũ thú tạp cư, chứ không phải như bác đã nói trước kia. Vì sao bác phải nói sai như vậy? Là vì để cho những người không tốt họ ăn cắp. Khi nào bác truyền thừa bí kíp Thiền Tông thì bác mới nói ra hết sự thật. Cháu hãy đợi ngày đó. Vì khi cháu được truyền thừa bí kíp Thiền Tông rồi thì tất cả những loài ở trái đất này sẽ được phơi bày ra ánh sáng như ban ngày. Có nghĩa là sự hiểu biết từ con người, trí thức tuyệt cao như là giáo sư, tiến sĩ, vân vân cũng chỉ là những con người học thức mà thôi. Chứ họ cũng không biết được sự thật như là tổ chức trái đất thì như thế nào. Tại sao trái đất phải có đạo? Và nhiệm vụ của năm loài. Thứ nhất là nhiệm vụ của loài người là ra sao? Thứ hai là nhiệm vụ loài thần là làm gì? Thứ ba, nhiệm vụ loài thánh làm chi? Thứ tư, nhiệm vụ loài tiên ở trái đất này là gì? Thứ năm, nhiệm vụ loài ngạ quỷ như thế nào? Khi nào bác phong Thiền Tông sư cho các cháu thì bắt buộc bác phải truyền thừa bí kíp Thiền Tông lại cho các cháu để nối tiếp lời dạy của Đức Phật. Còn việc cháu nào có sứ mạng đứng ra giải đáp Thiền Tông thì bác sẽ họp tất cả những Thiền Tông sư Việt Nam lại để nối dòng thiền của Phật. Sau khi nghe thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời cho mình như vậy, thiền gia Kim Tuyến có trình bày và đặt các câu hỏi tiếp theo như sau. Câu 2. Cháu thật hơi sốc khi bác nói ra sự thật về ngũ thú tạp cư khác hẳn với trước kia. Nhưng mà liệu việc này có tránh khỏi kẻ khác ăn cắp tài liệu này của bác, thậm chí ăn cướp để đem đi đăng ký bản quyền nữa hay không thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 2. Cháu đừng lo việc này. Bác nói cho cháu rõ thêm. Không có một vị võ sư nào mà trao hết bí kíp cho đệ tử của mình cả. Hơn nữa,
Bất cứ người nào hiểu siêu nhân quả về pháp môn thiền tông học này, bảo họ ăn cắp và cho họ tiền thì họ cũng không dám ăn cắp. Trừ những người nào không thấy, không nghe, không biết, họ mới ăn cắp mà thôi. Câu 3. Cháu nghĩ sẽ có rất nhiều người phản ứng khi bác nói ra sự thật về trường hợp ngũ thú tạp cư, cũng như sự thật về pháp môn thiền tông mà Đức Phật đã dạy. Thậm chí họ còn chửi bác là dạy trước sau không đồng nhất. Vậy bác nghĩ sao về vấn đề này? Đây là những dạng người nào, thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 3. Đây là người thế gian, cháu đừng quan tâm. Câu 4. Cháu nghe bác nói ở trên là truyền thừa bí kíp thiền tông. Vậy nó có giống với việc 36 vị tổ truyền tổ vị thiền tông cho nhau trước kia, hay như là truyền bí mật thiền tông tại chùa thiền tông Tân Diệu hay không, thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 4. Truyền bí mật thiền tông tại chùa thiền tông Tân Diệu là truyền sơ đẳng của đạo Phật khoa học vật lý thiền tông mà thôi. Còn truyền thừa bí kíp thiền tông là truyền cốt tủy của đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam, chứ không phải thường mà cả thế giới không ai biết. Câu 5. Phong thiền tông sư là sao? Thiền tông sư này có cạo đầu không, thưa bác? Những ai sẽ được phong thiền tông sư tại chùa thiền tông Tân Diệu này? Nếu được, bác có thể bật mí cho cháu và nhiều người cùng biết được không, thưa bác? Cháu xin cảm ơn bác. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 5. Theo nguyên tắc thì chùa thiền tông phải do ông hay bà thầy tu thiền tông quản lý. Gọi đúng danh từ trong đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam là thiền tông sư tăng hay thiền tông sư ni làm viện chủ, và phải cạo đầu mới đúng là một người theo đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam. Nhưng vì thiền tông sư ni Đức Thảo giao lại cho bác quản lý ngôi chùa thiền tông Tân Diệu này, khi đó bác mới 20 tuổi còn đi học thì không thể nào gọi bác là thiền tông sư Nguyễn Nhân được. Vì vậy thời đó bác chỉ là người thừa kế giữ chùa thiền tông Tân Diệu này mà thôi. Bác không dám nhắc đến danh từ thiền tông sư hay thiền tông gia gì cả. Bác muốn cho danh thiền tông sư hay thiền tông gia được nhiều người biết đến, nên bác phải viết sách nói về pháp môn thiền tông học này để nhiều người hiểu. Khi bác gần công bố pháp môn thiền tông học này, bác phải trang bị cho bác một bộ quần áo của thiền tông gia trước để trình diện với chính quyền và giáo hội Phật giáo Việt Nam biết. Hôm nay đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam đã có trên 10.000 người được cấp giấy chứng nhận là Phật tử thiền tông, trên 2.700 người được truyền bí mật thiền tông trở thành là Phật gia, trên 130 người được phong là thiền tông gia. Từ ngày 14 tháng 5 năm 2017, ngày công bố pháp môn thiền tông học này đến nay trên 4 năm, sau cùng chức danh thiền tông sư nam hay thiền tông sư nữ phải được trình diễn ra trước để nhiều người biết, sau để quản lý và điều hành pháp môn thiền tông học này đúng với cương vị của nó, để đưa pháp môn thiền tông học này đi vào đúng quỹ đạo của thiền tông. Vì vậy bác phải tổ chức chùa thiền tông Tân Diệu này thêm danh từ sau cùng là thiền tông sư nam hay thiền tông sư nữ, để những người này chính thức nối tiếp dòng thiền tông tại chùa thiền tông Tân Diệu, có kèm theo quyển truyền thừa bí kíp thiền tông. Thiền tông sư nam, thiền tông sư nữ này có 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, danh gọi là thiền tông sư nam hay thiền tông sư nữ phụ trách giải đáp thiền tông cho những người thắc mắc về pháp môn thiền tông học này, dù hữu hình hay vô hình cũng trả lời được. Thiền tông sư nhận nhiệm vụ này phải qua sát hạch, nếu đạt thì mới được cấp bằng thiền tông sư giải đáp đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam.
Nhiệm vụ 2, danh gọi là Thiền Tông Sư Nam hay Thiền Tông Sư Nữ, phụ trách hành chánh, kỹ thuật và các tổ của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Nhiệm vụ 3, danh gọi là Thiền Tông Sư Nam hay Thiền Tông Sư Nữ danh dự, vì đã có công giúp pháp môn thiền tông học của chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra cho nhiều người biết. Câu 6. Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam phổ biến ra có lợi ích gì cho nhân dân Việt Nam không, thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 6. Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam phổ biến ra có lợi ích lớn cho người dân Việt Nam được biết các phần như sau. 1. Biết được cấu trúc càn khôn vũ trụ. 2. Biết được Phật giới ở đâu, làm sao vào Phật giới sống. 3. Biết được tam giới, tức hệ mặt trời là gì. 4. Biết được trong một tam giới có bao nhiêu hành tinh có sự sống. 5. Biết được trong một tiểu thiên thế giới có bao nhiêu tam giới. 6. Biết được trong một trung thiên thế giới có bao nhiêu tam giới. 7. Biết được trong một đại thiên thế giới có bao nhiêu tam giới. 8. Biết được tu sao giải thoát, tu sao còn bị luân hồi. 9. Biết được tu sao bị nhân quả làm qua báo. 10. Biết được tu sao bị nhân quả xuống địa ngục. 11. Biết được tu sao bị nhân quả vào quả ngục. Biết được đạo nào là đạo chánh, đạo nào là đạo tà, vân vân. Nói tóm lại, đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam là đạo duy nhất có tinh hoa mà không đạo nào có được, là vậy. Câu 7. Thưa bác, trong đạo Phật có học vị tiến sĩ không, thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 7. Bằng tiến sĩ dành cho các ngành nghề, chứ trong đạo Phật thì không có bằng tiến sĩ. Tuy nhiên, ở trong các đạo có những bằng cấp như sau. 1. Nếu tu theo đạo thánh mà nói chuyện được với các vị thánh thì được cấp bằng thánh học. 2. Nếu tu theo đạo thần mà nói chuyện được với các vị thần thì được cấp bằng thần học. 3. Nếu tu theo đạo Phật có được nhiều bằng cấp gồm: 1. Tu theo pháp môn tiểu thừa ngồi thiền trên 6 giờ mà không tê chân, đau lưng thì được cấp bằng thiền sư về pháp môn ngồi thiền. 2. Tu theo pháp môn tiểu thừa ngồi thiền quán tưởng có 37 pháp, đạt pháp môn nào thì được cấp bằng thiền sư pháp môn đó. 3. Tu theo đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam có 3 bằng cấp gồm: 1. Là bằng thiền tông sư, pháp môn giải đáp có kèm theo bằng truyền thừa bí kíp thiền tông. Nếu vị nào ngồi giải đáp pháp môn thiền tông mà giải đáp được tất cả các câu hỏi của người thắc mắc, dù hữu hình hay vô hình, với lòng trong sáng, thì được cấp bằng thiền tông sư pháp môn giải đáp. 2. Là bằng thiền tông sư hành chánh, có kèm theo bằng truyền thừa bí kíp thiền tông. Nếu vị này phục vụ trong ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu nhiệt tình và trung thực thì cũng được cấp bằng thiền tông sư hành chánh. 3. Là bằng thiền tông sư danh dự, có kèm theo bằng truyền thừa bí kíp thiền tông. Nếu vị này giúp phổ biến pháp môn thiền tông cho nhiều người biết thì cũng được cấp bằng thiền tông sư danh dự. Câu 8. Thưa bác, muốn tìm hiểu đạo Phật rõ ràng, không bị sai thì phải tìm đọc những kinh nào, thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 8. Muốn tìm hiểu đạo Phật rõ ràng, không bị sai, thì cháu phải hiểu rõ như sau. Đạo Phật có tất cả là 6 pháp môn tu. Mỗi pháp môn đều có thành quả của pháp môn đó. Bác sẽ đưa ra cụ thể như sau. 1. Pháp môn tiểu thừa, tu thành tựu cao nhất là thành người bất động, tức là người không nhúc nhích. Trong đạo Phật gọi là Thánh A-la-hán. 2. Pháp môn trung thừa, tu thành tựu cao nhất là thành giảng sư đạo Phật.
hành nghề giảng sư. 3. Pháp môn đại thừa, tu thành tựu cao nhất là thành kỹ sư đạo Phật, hành nghề kỹ sư. 4. Pháp môn tịnh độ tông, tu thành tựu cao nhất là vãng sanh cực lạc, hưởng sung sướng tột cùng. 5. Pháp môn mật chú tông, tu thành tựu cao nhất là thần y trị bệnh, hành nghề thầy thuốc giỏi. 6. Pháp môn thiền tông, không tu mà chỉ học và hành để giác ngộ, tức hiểu biết tất cả. Giải thoát là thoát ra ngoài thế giới nhân quả, trở về với Phật giới. Cháu muốn tu theo pháp môn nào, phải tìm học cho thuộc quyển giáo lý của pháp môn đó thì cháu tu mới không sai. Câu 9. Thưa bác, nghe nói trong đạo Phật có nhiều nhân quả, vậy bác kể cho cháu vài nhân quả của người tu theo đạo Phật được không, thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 9. Đạo Phật có 6 pháp môn tu. 1. Tu theo pháp môn tiểu thừa, cốt để thành người bất động, tức A-la-hán. Nếu lợi dụng pháp môn tiểu thừa để người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả làm hoa báo. Bịa linh thiêng cũng để người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả xuống địa ngục. 2. Tu theo pháp môn trung thừa, cốt để thành giảng sư đạo Phật. Nếu lợi dụng pháp môn trung thừa để người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả làm hoa báo. Bịa linh thiêng cũng để cho người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả xuống địa ngục. 3. Tu theo pháp môn đại thừa, cốt để thành kỹ sư đạo Phật. Nếu lợi dụng pháp môn đại thừa để người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả làm hoa báo. Bịa linh thiêng cũng để người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả xuống địa ngục. 4. Tu theo pháp môn tịnh độ tông, cốt để giảng sanh nước trời cực lạc. Nếu lợi dụng pháp môn tịnh độ tông để người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả làm hoa báo. Bịa linh thiêng cũng để người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả xuống địa ngục. 5. Tu theo pháp môn mật chú tông, cốt để thành thần y trị bệnh. Nếu lợi dụng pháp môn mật chú tông để người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả làm hoa báo. Bịa linh thiêng cũng để người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả xuống địa ngục. 6. Tu theo pháp môn thiền tông, cốt để giác ngộ và giải thoát. Nếu lợi dụng pháp môn thiền tông để người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả làm hoa báo. Bịa linh thiêng cũng để người ta cúng tiền cho mình xài thì bị nhân quả xuống địa ngục. Đặc biệt, pháp môn thiền tông học này có các siêu nhân quả gồm: 1. Chửi pháp môn thiền tông thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn, sống bằng tuổi thọ của 10 trái đất. 2. Phá pháp môn thiền tông thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn, sống bằng tuổi thọ của 20 trái đất. 3. Cướp pháp môn thiền tông thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn, sống bằng tuổi thọ của 30 trái đất. 4. Triệt tiêu pháp môn thiền tông thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn, sống bằng tuổi thọ của 50 trái đất. Và nhiều siêu nhân quả khác, cao nhất là 100 trái đất. Sau khi hết nhân quả, phải mang thân con vi trùng vĩnh viễn, không mang thân người được, vì hết nhựa sống của con người. Câu 10. Thưa bác, danh tổ sư thiền là gọi danh ai, thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 10. Danh tổ sư thiền là danh gọi của 36 vị tổ sư thiền tông. Câu 11. Thưa bác, sao hiện nay có thầy xưng là tổ sư thiền, như vậy có bị nhân quả gì không, thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 11. Thầy nào hám danh mê tiền mà xưng là tổ sư thiền thì bị nhân quả như sau: bị chết bất đắc kỳ tử, sau khi chết xuống địa ngục. Câu 12. Thưa bác,
Thiền sư là chỉ danh cho ai? Người nào được mang danh này và điều kiện như thế nào thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 12. Thiền sư là chỉ danh cho các dạng thầy. Một, thầy ngồi thiền được lâu, trên 6 giờ mà không tê chân, đau lưng. Hai, trong đạo Phật có pháp môn tiểu thừa, ngồi thiền có 37 pháp quán tưởng. Người nào tu theo một trong 37 pháp quán tưởng này thì được gọi là thiền sư pháp môn. Nhưng phải có bằng chứng nhận mới gọi là thiền sư thật. Người nào không có bằng chứng nhận là thiền sư giả. Thiền sư giả này bị nhân quả như sau: xưng thiền sư để người ta nghe danh cúng tiền thì chết làm qua báo. Xưng thiền sư để bịa chuyện linh thiêng lừa người ta cúng tiền, chết vào địa ngục. Câu 13. Thưa bác, thiền sư thứ thiệt phải như thế nào thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 13. Thiền sư thứ thiệt phải như thế này. Một là thiền sư pháp môn nào có đạo Phật thì phải có bằng chứng nhận của thiền sư pháp môn đó rõ ràng. Hai, cho người hỏi tự do về pháp môn mà mình được cấp bằng. Ba, trả lời rõ ràng, không ấp a ấp úng. Bốn, còn ham danh ham tiền mà giả làm thiền sư thì bị nhân quả khủng khiếp lắm đó. Đừng vì ham danh ham tiền mà tự xưng thiền sư, tự mình thách thức với nhân quả đó. Câu 14. Thưa bác, đạo Phật là đạo thực tế khoa học, vậy Đức Phật có dạy gì để người tu theo đạo Phật không thưa bác? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời câu 14. Đức Phật dạy có 3 phần như sau. 1. Đạo Phật là đạo thực tế và khoa học. 2. Người tu theo đạo Phật thì phải minh bạch, đừng gian dối ai. 3. Tu theo pháp môn nào của đạo Phật thì phải treo bảng hiệu rõ ràng pháp môn đó, và thành quả như thế nào thì người này là người tu chân chánh. 4. Còn người nào tu theo đạo Phật mà không treo bảng rõ ràng của pháp môn mình tu thì người này tu không chân chánh. Đức Phật có dạy, đạo Phật của Như Lai là đạo tu theo công thức khoa học và thực tế, chứ không phải là đạo linh thiêng hay hiển linh. Tất cả những người tu theo đạo của Như Lai phải là người có trí tuệ, sáng suốt, không mê tín dị đoan. Ở trái đất này có 3 loại nhân quả. Một là nhân quả gia đình. Hai là nhân quả của người tu mà đi lừa người khác bằng cách là tự xưng mình là thánh này thánh kia. Ba là nhân quả của người tu thiền tông phá, chê, chửi, cướp, vân vân. Đây thuộc về siêu nhân quả. Khi trả nhân quả xong, phải mang thân con di trùng vĩnh viễn, không trở lại mang thân người được để tạo công đức. Như Lai khuyên, đừng vì danh và tiền mà xưng này xưng kia, lừa người ngu lấy tiền của những người này mà bị làm qua báo. Đừng vì danh và tiền mà bịa ra hiển linh, cũng để những người ngu đưa tiền cho mình xài mà bị nhân quả xuống địa ngục. Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông đúng 10.000 năm, mỗi vị Phật cho công bố ra để rước những tánh Phật trở về Phật giới. Đừng vì danh và tiền mà làm những chuyện như sau. Một, phá pháp môn thiền tông. Hai, chê pháp môn thiền tông. Ba, chửi pháp môn thiền tông. Bốn, cướp pháp môn thiền tông. Năm, triệt tiêu pháp môn thiền tông, vân vân, mà bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn trả nhân quả. Sau khi trả siêu nhân quả xong, phải mang kiếp di trùng vĩnh viễn, chuyên ăn thịt thối của loài người và động vật, không thấy, nghe, nói biết gì nữa. Như Lai dạy, khi pháp môn thiền tông học này, Như Lai cho công bố ra, những người biết siêu nhân quả này phải truyền rộng rãi cho nhiều người biết. Một, để họ không phá pháp môn thiền tông học này mà phải vào hầm lửa lớn.
Hai, để họ không chửi pháp môn thiền tông học này mà vào hầm lửa lớn. Ba, để họ không triệt tiêu pháp môn thiền tông học này mà vào hầm lửa lớn. Bốn, để họ không cướp pháp môn thiền tông học này mà vào hầm lửa lớn, vân vân. Khi đã lỡ vi phạm, phá, chửi, triệt tiêu hay cướp pháp môn thiền tông học này, nên tìm bài kinh sám hối của pháp môn thiền tông học, sám hối trong vòng 30 ngày với lòng chân thành thì quả mai mới thoát được siêu nhân quả. Còn không thì thôi, phải chịu siêu nhân quả vậy. Thích Ca Văn. Trên đây bác trả lời hết những câu hỏi của cháu Kim Tuyến. Cảm ơn cháu đã hỏi. Cháu nên phổ biến những câu hỏi này ra để người tu theo pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được biết. Nếu có tu thì nghiêm chỉnh, không tu thì đừng phá, chửi, triệt tiêu hay cướp pháp môn Thiền Tông học này mà bị siêu nhân quả, làm kiếp di trùng vĩnh viễn. Chỉ vì danh và tiền thì không nên. Nước Việt Nam ta may mắn nhất được Đức Phật Thích Ca chọn làm nơi phổ biến pháp môn thiền tông học này, mà cả thế giới không ai biết được sự thật ở trái đất này là gì. Bác mong rằng người Việt Nam ai ai cũng sáng suốt để xứng danh là con rồng, con tiên. Đừng vì tiền tài, danh lợi mà làm sai lời của Đức Phật dạy. Đừng vì tiền tài, danh lợi mà phá đi tinh hoa của Đức Phật dạy. Thật là uổng vậy. Cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho toàn dân được tự do tôn giáo. Cảm ơn nhà nước Việt Nam đã cho toàn dân được tự do đạo giáo. Cảm ơn chính phủ Việt Nam đã cho toàn dân được tự do tín ngưỡng. Cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã cho toàn dân được tự do viết sách và phát biểu. Trân trọng cảm ơn thật nhiều. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân. Nghe thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân đã trả lời các câu hỏi của mình như vậy, thiền gia Kim Tuyến cảm ơn bác rất nhiều.